Gặp nhau trong dịp đầu năm mới thì tất nhiên lời đầu tiên Vinh muốn gửi tới anh em là một lời chúc sức khỏe, chúc anh em thành công trong một năm mới và luôn ủng hộ shop Hai Bánh và ủng hộ Hai Bánh nha mọi người. Bây giờ Vinh sẽ gửi đến cho anh em một cây mai màu vàng cho mùa Tết này, một chiếc xe mà đã vô cùng hot từ năm ngoái cho đến cái thời điểm hiện tại cho đến tận ngày hôm nay luôn. Và trên chiếc xe này sẽ bao anh em luôn có rất nhiều những cái món đồ chơi được độ thêm để nâng thêm cái công nghệ cho xe này. Nó vô cùng thú vị đó nha. Tìm hiểu cùng Vinh nha. Khởi đầu tất nhiên phải nói về cái phần đầu xe rồi. Đối với lại đầu xe của BZ1 thì anh em cũng đã biết rồi, nhưng mà chủ xe CBC Workshop đã làm lại cái xe này trở nên nó khác lạ hơn, sử dụng những cái sắt đồ này kia để chế ra một cái bara ở phía trước như thế này nè. Nó vô cùng chắc chắn nha mọi người, bara là siêu chắc luôn nha mọi người. Đó, tận dụng cái phần bát phía sau, anh đã bắt thêm một cái cặp xi nhan vô cùng nhỏ gọn nhưng mà là chế độ LED, cho nên là ánh sáng của nó sẽ vô cùng mạnh, dễ dàng ra tín hiệu, tăng cái sự an toàn cho chiếc xe. Và nếu câu chuyện chúng ta chỉ dừng tới đó thì chắc chắn xe này nó sẽ không có đèn pha trước. Nhưng mà không, anh đã tận dụng một cái vị trí ở dưới này, làm một cái miếng kim loại ở ngay đây để bắt lên trên đó là ba cái đèn. Hai cái đèn bi cầu nhỏ của thương hiệu Tool nè, nó sẽ là đèn passing. Đó, hoặc là sẽ trợ sáng cho thêm cho chiếc xe khi mà vào những cái cung đường nó quá tối. Và cái đèn chính á, sẽ là cái loại đèn to hơn. Và đây chính là cái đèn pha chính của xe. Và để có thể thao tác được hết các chi tiết đèn ở trên cái xe này á, thì cùng công tắc cũng đã làm lại. Bởi vì cùng công tắc zin nó quá tối giản, nó không đủ những cái chức năng mà chủ xe yêu cầu. Hai bên là sử dụng cùm công tắc của Honda. Đối với lại những cái mẫu cùm này hiện nay anh em khá là ưa chuộng, bởi vì cái kiểu dáng nó đẹp nè, gọn gàng, dễ dàng chế và có thể liên lạc với rất là nhiều những cái dòng xe khác nhau. Cái thứ hai nữa là nó sẽ có trang bị rất là nhiều nút bấm để cho anh em có thể câu chế thêm. Ví dụ như ở chiếc xe này đã có thêm backseat cho cái đèn nhỏ thì sẽ được câu ở hai cái nút này. Đó, có tận hai nút backseat lận. Vài can nè, đây là chế độ hazard của cái phần xi nhan trước. Đó, xi nhan ở đây. Còn ở bên này thì chúng ta sẽ có đề nè, tắt máy nè. Rồi, còn cái nút đỏ này sẽ là tắt máy nhanh. Đó, nói chung lại là khi mà chuyển qua sử dụng hai cái mẫu cùm công tắc này là gần như đã đầy đủ hết chức năng cho một cái chiếc xe nhỏ phổ thông cần đến. Tiện thể thì khoe cho anh em luôn cặp kính nha. Đối với dạng kính tròn này, nó vô cùng hợp với lại cái dòng xe BZ1 này. Và đây là mẫu kính của nhà Napoli. Đối với lại cái phần chân dưới này thì chúng ta có thể canh chỉnh nó đưa tới lui như thế này nè. Đó sẽ rất là dễ cho cái việc mà các bạn quan sát. Tên kính thì nghe có vẻ nó hơi châu Âu, nhưng mà cái kính này là xuất phát từ thị trường Nhật Bản và giá ở Việt Nam của chúng ta là dao động tầm khoảng hơn 500 ngàn một cây. Một cây nha anh em. Đó, cho nên một cặp này đâu đó đã tốn hết là 1 triệu đồng. Rồi, thì ở đây Vinh cũng đã nhận thấy phần đồng hồ cũng đã được thay đổi lại làm nhỏ hơn. Sử dụng cái dạng đồng hồ cơ nó vô cùng đơn giản của nhà Daytona. Đối với lại mẫu đồng hồ này á, thì cũng phải làm bát lợi và dời nó nằm xích một bên như thế này nè. Đúng chuẩn những cái dòng xe mà dạng theo cái phong cách cổ điển đơn giản nhất thì sử dụng cái đồng hồ Daytona này là y bài luôn. Đó, bật chìa khóa lên thì chúng ta sẽ thấy các chức năng cũng sẽ được hiển thị đầy đủ ở đây. Ví dụ như là xi nhan nè, rồi báo két nước nè, N nè, đèn pha. Rồi, đây là odo tổng của cái xe này nè. Đó, còn một cái nữa là ở trên đây nó có đo được là số odo mà các bạn đã đi. Ví dụ như trên cái đồng hồ này á, theo như chủ xe chia sẻ với Vinh là nó sẽ không có báo xăng. Các bạn thấy không? Thì làm sao mà chúng ta có thể canh được cái khoảng thời gian đổ xăng? Thì chủ xe sẽ canh dựa trên cái số ở trên này. Mỗi lần mà anh đổ xăng thì anh sẽ trả về không bằng cái nút ở bên đây nè. Đó, thì chúng ta có thể trả về không. Rồi, bình quân á, anh nói là một cái bình xăng của BZ1 á, là có thể đi được tầm khoảng là 250 cây km.
thì anh, khi mà anh thấy cái đồng hồ trên đây nhảy được khoảng là 200 km rồi thì anh sẽ bắt đầu đi đổ xăng và sau đó là anh trả nó về không. Đó là cách mà anh canh xăng cho cái xe này không cần phải dẫn bộ. Nó bị thiếu thêm một cái chức năng nữa, đó là bị thiếu đi cái báo số. Và ảnh có dự tính là sẽ làm thêm một cái báo số nằm nhỏ gọn như thế này ngay ở vị trí ở đây. Nhưng mà chưa gì hết thì Vinh đã qua mượn quay rồi, cho nên là những cái chi tiết nhỏ đó ảnh chưa kịp khắc phục. Nhưng mà bù lại nhìn vô chiếc xe nó vẫn đầy đủ và rất đẹp, đúng không anh em? Phía trên thì có hai kính, bên dưới thì có hai cái bộ bảo vệ cái tay thắng này, thì nhìn đầu xe nó sẽ hầm hố và nó đẹp hơn. Bên trong thì sẽ có là hai cái bình dầu này nè. Và về câu chuyện của hai cái bình dầu này nó rất là thú vị nha anh em. Chủ xe chia sẻ với Vinh thì Vinh mới biết được đây là được sử dụng tay thắng của Racing Boy nè. Mọi người đã quá quen thuộc với những cái mẫu tay thắng này rồi. Nó vô cùng đơn giản, liền lạc và có thể phối được cho nhiều cái dòng xe khác nhau. Đó, còn bên đây là sử dụng thêm một cái tay dầu nữa. Và các bạn sẽ suy nghĩ như thế nào đối với là một chiếc xe số mà có thể mà sử dụng cái tay dầu nằm bên tay trái? Thì chắc sẽ nghĩ là xe này sẽ độ cung dầu hay cái gì, đúng không? Nhưng mà không nha anh em. Tay này là dùng để kiểm soát cái phanh ở phía sau. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về nó. Và cái tay dầu bên tay trái là dùng để kiểm soát cái thắng đĩa nằm ở phía sau. Đối với lại nguyên bản của BZ1 là sử dụng phanh đùm. Vì vậy khi mà chuyển qua thắng đĩa thì chúng ta phải chế rất là nhiều. Chế luôn cái phần đùm ở bên trong này để có thể sử dụng được đĩa nè. Làm bát để trang bị heo dầu. Và nguyên một cái đường dây dầu dài từ ngay phía này bắt thẳng lên trên phía tay thắng luôn. Cái cách làm này á, là sẽ làm cho cái xe của các bạn nó lạ hơn là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai nữa là không cần phải đau đầu tìm cái vị trí bắt bên đạp và không phải cần chế lại cái phần đạp thắng ở dưới này, mà chuyển một cái dây dầu là đi thẳng lên trên cái tay thắng luôn. Còn cái chân đạp thắng bây giờ đã được khóa lại, cho nên bây giờ nó chỉ còn dùng để gác chân mà thôi. Phải nói đây là lần thứ hai Vinh được trải nghiệm cái mẫu mà tay thắng như cái trang bị trên chiếc xe này. Lần trước là Vinh đã đi đi thử cái bộ thắng này ở trên chiếc Quay 125. Còn bây giờ là được đi ở trên chiếc BZ1 thì cái cảm giác nó vẫn chưa quen anh em. Cái cảm giác mà leo lên ngồi nó có một cái tay thắng ở bên này, thường chúng ta sẽ bóp để chúng ta như cái dạng xe côn á. Nói chung là chạy nó cứ làm sao á, chạy không có quen lắm. Nhưng mà cái cảm giác thì nó cũng hơi lạ lạ. Và điểm đặc biệt đầu tiên trên chiếc xe này chính là bộ thắng đĩa sau, thì Vinh đã nói rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái điểm đặc biệt thứ hai trên cái xe này. Cái con heo này vô cùng thông dụng nha anh em, bởi vì nó có thể tận dụng lại một cái số bát zin của xe các bạn nè, hoặc là có thể sử dụng bố chung với lại một số những cái dòng heo phổ thông. Đó, nó vô cùng rẻ luôn mà kiểu dáng heo lại rất đẹp. Bản thân Vinh cũng đang trang bị cái mẫu heo này trên vài chiếc xe độ mà mình đang có ở nhà. Đây chính là cái công nghệ mà Vinh đang muốn chia sẻ cho anh em. Xe này là được trang bị phanh ABS một kênh trước nha anh em. Đó, thì đối với lại bộ phanh ABS này thì nó đã vô cùng thông dụng ở trên những cái dòng xe như là Winner nè, một số mẫu xe tay ga, và hiện nay đã có trên Exciter 155. Còn chiếc xe này thì nguyên bản của nó là không có, cho nên chủ xe quyết định là độ thêm nó. Thì chúng ta phải sử dụng một cái mắt bộ bắt độc ABS nằm ở vị trí này. Đèn báo ABS sẽ được đặt ở đây. Và bộ bơm của ABS sẽ được đặt ở bên trong cái dàn áo này. Trước khi quay chiếc xe này, Vinh có hỏi chủ xe là đặt cái bộ bơm đó vô có cần phải chế cắt khoét gì không? Thì ảnh chia sẻ là không cần nha Vinh. Bởi vì bên trong cái dàn áo này tháo ra nó còn khá là rộng ở trong đó, cho nên vừa đủ để nhét cái cục bơm này vào mà không cần cắt chế gì hết. Rồi, chúng ta sẽ đến với lại cái phần ống xả. Đây cũng là một cái cây bô, một cái thới bô mà được rất nhiều anh em BZ1 chúng ta sử dụng. Đó, một cái thới bô dắt lên như thế này nó giúp cái xe được gấu hơn, gọn hơn, lạ, và nó còn phù hợp với lại kiểu dáng của cái mẫu xe BZ1 này. Đó, bô ở đây anh sử dụng sẽ là bô Yoshimura nè. Full nguyên một bộ cổ đi thẳng vào bên trong cái phần đầu bò, cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Hai cái ốp này là cái thứ nhất ở đây là dùng để chống nóng cho người trước nè, cái này là dành cho người ngồi sau, để Vinh ngồi thử coi sao nha. Đó, cái cảm giác thì cái miếng này nó vẫn cạ vô cái chân của mình nha mọi người. Nó hơi khó chịu một xíu, nhưng mà vì chúng ta đã chuyển qua sử dụng cái thắng ở bên tay trái rồi, cho nên cái chân của mình chúng ta có thể để thoải mái hơn, chứ không phải lúc nào cũng khư khư để cho nó gần cái cần đạp này để chúng ta có thể đạp thắng được. Đó, chúng ta có thể để xích ra ngoài một xíu để cho cái chân nó thoải mái hơn thì vẫn được.
Xe cũng được trang bị thêm một số món chính hãng của Yamaha, ví dụ như một cái ba ga nè, trước ở đây nè, full một cái bộ ba ga to nằm ở phía đằng sau này. Đối với cái bộ ba ga này thì nó siêu cứng luôn, cho nên thoải mái về cái việc mà anh em có thể chở đồ nặng đồ này kia nè thì có thể bỏ lên đây. Bên đây có thêm một cái ba ga nhỏ nữa, anh em có thể dắt một cái túi đứng ở đây vẫn được. Rồi ở dưới phần động cơ thì sẽ được bảo vệ bằng nguyên một bộ khung cực kỳ đẹp. Sẵn tiện nhắc về cái vấn đề mà để đồ nặng á, thì đối với lại cái phục Jin, nếu như anh em để đồ đằng sau đây quá nặng thì theo mình cây phục nó sẽ không chịu nổi, bởi vì nó sẽ có một cái mức chịu tải nhất định của nó thôi. Và ảnh đã quyết định chuyển sang sử dụng cái dòng phục của Rofender. Thì đối với lại cái thương hiệu phục Rofender này á, hiện tại đã có bán tại shop hai bánh rồi nha mọi người, với nhiều cái phiên bản khác nhau dành cho những cái dòng xe, ví dụ như là SH nè, Vario nè, với chế độ bảo hành của nó là siêu dài luôn anh em, tới tận 3 năm lận. Những cái dòng phục này hiện tại cũng được rất là nhiều những anh em sử dụng, bởi vì hiệu năng của nó đầy đủ nè, dễ dàng canh chỉnh và cái kiểu dáng của nó cũng đẹp. Cái hay của cái dòng phục này á là trên cái núm chỉnh của nó sẽ hiển thị sẵn số luôn. Đối với lại những cái thương hiệu phục khác á, mình thấy thì chúng ta phải chỉnh bằng tâm linh hoặc là nhớ, ví dụ như là phải nhớ coi là phục nó đang để ở mức mấy. Còn đối với lại cái dòng phục Defender này thì trên đó nó sẽ có sẵn số luôn và một cái mũi tên đó, chúng ta chỉ cần dặn cái số được tới mức đó, à chúng ta đang để mức 5 thì nó sẽ có cái mũi tên nằm chỉ vào cái mức 5 đó, và chúng ta cứ dặn tiếp là chúng ta sẽ dễ nhớ hơn. Đó là cái lợi của cái dòng phục Defender này. Vinh sẽ cho anh em nghe cái âm thanh này. Anh em nghe không? Phần gạt te này là được làm bằng nhôm nha mọi người. Đối với lại cái mẫu gạt te này đó là được anh TBT làm riêng cho cái thương hiệu BG One này. Và theo như ảnh chia sẻ, Vinh có tìm hiểu là mẫu gạt te này chỉ được làm trong số lượng có hạn mà thôi. Đó, cho nên là cái số lượng người mà sở hữu cái gạt te này dành cho cái dòng xe BG One cực kỳ hiếm luôn nha. Đó, ngày hôm nay Vinh mới thấy được một cái ở ngoài đời. Và cái cây mai màu vàng BG One này đã đủ làm ấn tượng cho anh em trong những ngày Tết này chưa? Nếu như đây là một bản độ mà anh em ưng ý thì hãy dùng nó để tham khảo. Qua Tết chúng ta làm một xe đi chơi với bạn gái của mình giống những chiến phượng là hết bài luôn. Rất cảm ơn CBC Workshop đã cho Vinh mượn chiếc xe này gửi tới anh em một bản độ vô cùng thú vị khi có ABS, phanh đĩa sau và sử dụng tay thắng trái để điều khiển phanh đĩa.